Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức sau Việt. Và ngay sau đây, xin mời các bạn cùng đến với bản tin Hải Băng chu môi hôn Quốc Trường trong đám cưới. Cặp đôi tình tứ khi làm lễ cưới trong phim Cung đường tội lỗi. Hải Băng chia sẻ những hình ảnh cô tham gia phim truyền hình mới Cung đường tội lỗi mà cô đóng cùng Quốc Trường. Những ngày trước, khi Hải Băng đăng ảnh hậu trường phim lên trang cá nhân, nhiều khán giả rất bất ngờ với hình ảnh vai diễn mới của cô khác xa với con người cô ngoài đời. Hải Băng và Quốc Trường có đám cưới trong phim, cả hai nhí nhảnh chu môi hôn nhau, họ diễn xuất ăn ý như một cặp đôi thực thụ. Ngoài ca hát, Hải Băng là gương mặt quen thuộc trên truyền hình, cô ca sĩ xinh đẹp từng tham gia khá nhiều phim. Hải Băng chia sẻ, cô được nhận xét là người kỹ tính, có kỹ năng diễn xuất tốt. Mỗi lần đi quay, Hải Băng luôn cố gắng đến sớm để ôn lại lời thoại. Phim có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng như Thân Thúy Hà, Mỹ Uyên, Trương Nam Thành, Trọng Nhân, dự kiến phát sóng giữa năm nay. Hải Băng sẽ đảm nhận vai Lan Khanh xinh đẹp, xuất thân từ trại mồ côi và được một gia đình khá giả nhận nuôi. Vì thích sống giàu sang, cô vô tình trở thành con cờ trong tay cha nuôi. Để rồi, sau đó nhiều bi kịch xảy ra, nhất là trong chuyện tình cảm. Năm 2016, Hải Băng cho biết sẽ thay đổi hình ảnh sang cá tính mạnh mẽ. Cô cũng có nhiều dự án âm nhạc kết hợp cùng công ty của Lê Hoàng The Man. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấn đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.